Xin chào toàn thể cô chú và anh chị đã trở lại với kênh Xế Đẹp 888. Trong buổi chiều ngày hôm nay em sẽ review chi tiết một chiếc xe. Chiếc xe Kia K165 đời 2016 mới về tại salon đặt xe tải. Sau đây em sẽ review cụ thể chi tiết chiếc xe này. Trước tiên kiểm tra một chiếc xe, nó gồm có hai phần, đó phần thân vỏ máy thì chúng ta cùng kiểm tra. Thứ nhất là kiểm tra cái phần kính lái. Kính lái nó có nguyên zin như này, mã 2016. Cả kính cánh cửa hai bên nó còn nguyên zin như này, là một chiếc xe chưa hề đâm va cái vào cái phần kính này nên nó không vỡ. Cũng tránh một số trường hợp là đá bắn hoặc là do tác động ngoại cảnh không nói. Thế nhưng mà kính còn nguyên zin thì cũng là một chiếc xe tương đối zin. Đó. Và cái màu trắng mà giữ được cái màu xe như thế này thì nó cũng là một người chủ cũng khá giữ gìn. Đấy, chúng ta cùng kiểm tra cái phần giằng ngang, phần cột kèo keo chỉ của chiếc xe này. Đây, chúng ta cùng kiểm tra. Đây, chúng ta kiểm tra cái phần giằng từ bên trái qua bên phải như thế này. Nó không hề có dấu hiệu bóp méo này. Đấy. Cái những cái lỗ tròn này nó tròn đều, nó không bị mất. Đấy, chúng ta kiểm tra vào cái hốc bên trong này. Chúng ta không thấy nó có cái vết nhăn nheo. Đó là cái xe không đâm va. Cái phần điều hòa trên chiếc xe này là điều hòa của nhà máy nhá, cô chú anh chị nhá. Còi đã được lên hệ thống còi sên. Nước làm mát là nước vàng. Đấy. Và những cái phần những dấu chấm này vẫn còn nguyên zin như thế này thì là chưa hề có dấu hiệu đâm va. Đó. Tiếp theo đó chúng ta đóng cái phần nắp cao vung. Thì cái đường gân này nó khớp khít như thế này. Đấy. Là một chiếc xe nó không có dấu hiệu đâm va. Đăng kiểm, kiểm tra cái phần đăng kiểm của xe cũng là một phần quan trọng. Nếu đăng kiểm nó còn dài như thế này. Bây giờ là đang là tháng 2 mà đăng kiểm được tháng 10 thì chúng ta về cũng chạy thoải mái mà không phải lo đến phần đăng kiểm. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra cái phần keo chỉ cánh cửa. Đây, đây là keo chỉ cánh cửa chiếc xe này. Nó vẫn còn nguyên như thế này. Đấy, phần táp lô táp ly thì đẹp. Táp lô táp ly cánh cửa đây. Phần nội thất đây. Nội thất đã được bọc ghế da, có chủ bọc ghế da này. Có bọc vô lăng này và đã có điều hòa nhà máy. Cổng radio USB thì nhà máy này. Đó. Chúng ta giật cái phần do người ra kiểm tra. Đấy, chúng ta giật ra kiểm tra như thế này. Những cái phần đinh bấm này còn nguyên. Đấy, những cái khớp nối như này. Đấy, nó còn nguyên. Thì là một chiếc xe nó không có dấu hiệu đâm va. Đó. Tiếp theo chúng ta đóng cửa vào. Nó khớp khít như thế này. Đấy, nó khớp khít như thế này. Đó, thì là một chiếc xe nó không có dấu hiệu đâm va nhá. Cái phần lốp này, lốp và lốp maxi tương đối nó còn khoảng độ 70%. Cô chú anh chị chạy 1 năm nữa mới phải thay. Đó. Tiếp theo đó chúng ta đi đến phần thành thùng của xe. Thùng thì nó có hai phần là phần sàn trên và phần sàn dưới. Đó, chúng ta cùng kiểm tra. Cái phần lốp sau này thì nó còn tương đối lên đến 90% này. Đấy. Và bác chủ này cũng rất cẩn thận đây. Đã bọc cho cái hệ thống này nó một cái phần tấm chắn bằng inox thì đó là một cái điều rất cẩn thận của bác chủ này. Nó không bắn lên cái phần sàn này, nó không làm han gì cái phần sàn đấy. Tiếp theo là chúng ta kiểm tra phần sàn sóng đây. Vuông vắn ngay ngắn nhá. Phần sàn sóng thì vuông vắn ngay ngắn. Đó. Tiếp theo chúng ta kiểm tra cái phần thùng xe. Chúng ta mở thùng xe ra kiểm tra. Đó. Chúng ta mở phần thùng xe ra kiểm tra. Đây. Chiếc xe này thì được lót thùng inox, lót lên rất chi là cao. Đấy, để phục vụ nhu cầu chở hàng. Cô chú anh chị cùng xem. Đấy. Như thế này thì rất chi là tốt. Cô chú anh chị chở mặt hàng mà có nước thì thoải mái. Không sợ nó bị hỏng. Thùng. Đây là sơ qua về cái phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe này. Và chiếc xe này thì đã được trang bị một hệ thống bạt. Bạt mới. Đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ nổ máy chiếc xe lên cùng kiểm tra. Chúng ta sẽ cùng nổ máy chiếc xe lên kiểm tra. Đây. Chúng ta lưu ý là đối với dòng Kia thì chúng ta hãy để hết cái nút sấy này. Chúng ta để nổ thì nó sẽ dễ. Chúng ta cùng lật cái phần lên kiểm tra.
nổ máy lên rồi chú Bảo Lâm kiểm tra. Đây, phần máy nó không có dấu hiệu chảy dầu. Chúng ta ga lên. Chúng ta ga lên. Cái nào như thế này. Hệ thống điều hòa là điều hòa nhà máy nhé. Cái phần cua lốp này, cua lốp này nó không hề có dấu hiệu han gì đấy. Như thế này. Phần chassis thì ngay ngắn này, không có dấu hiệu chắp vá này. Đấy, không có dấu hiệu chắp vá. Quang treo lốp chít ngay ngắn này. Tiếp theo đó là chúng ta mở cái phần, chúng ta mở cái phần đấy này ra kiểm tra. Không có hơi thừa và dầu không bắn vào tay. Đấy, dầu không bắn vào tay. Thì là một chiếc xe hoạt động. Cái phần máy này tốt, chúng ta kiểm tra cái phần bơm nước này. Chúng ta mở ra, chúng ta ga lên như này. Đấy, nó không bị bắn ra ngoài, thì là một cái bơm nó hoạt động tốt. Đó, đó là về phần máy móc của chiếc xe này. Tiếp theo là chúng ta có thể đi thử chiếc xe. Chúng ta sẽ đóng cabin xuống và cùng đây, chúng ta đóng cabin xuống rồi và chúng ta cùng đi thử chiếc xe này. Nó nổ máy đi thử chiếc xe. Đối với cái dòng K165 này thì trọng nó có thể chuyên trở lên tới khoảng độ 4 tấn, leo đèo vượt dốc thoải mái. Đây, chúng ta cùng lái thử chiếc xe này. Hệ thống xi nhan đèn còi đây luôn. Số tiến số lùi trên chiếc xe này. Và hệ thống số nó cũng không bị dai, không bị hóc số. Đấy, những đời cao là yêu cầu là nó phải có những cái tính năng như vậy. Đấy, tiếp theo chúng ta đi, chúng ta đi thử. Đấy, chúng ta đang chạy thử chiếc K165 màu trắng biển Nghệ An đời 2016 đang có mặt tại salon đặt xe tải. Đấy, hệ thống xi nhan đèn còi của chúng tôi nhìn thấy. Chúng ta quay đầu xe này và lại trở về với salon đặt xe tải cơ sở 2. Rồi, chúng ta đi. Ừ, xe này nó hoạt động cũng rất chi là tốt, nó không có dấu hiệu bất bình thường. Đấy, tiếp theo là chúng ta có thể xi nhan đi vào trong salon. Thì đối với những cái dòng Kia 165 này thì nó là sử dụng kim cơ máy dầu. Đấy, và nó cũng đã là một dòng xe được nhiều cô chú anh chị lựa chọn tin tưởng trong cái thời gian qua. Một mẫu xe mà được nhiều người tin dùng. Thì đây là một chiếc xe đáng đây cô chú anh chị quan tâm tới. Điều hòa lót sàn đầy đủ này, điều hòa lót sàn inox này. Và giá đang được chào bán cho chiếc xe này tại salon đặt xe tải là 325 triệu đồng. Và có bớt trực tiếp cho cô chú anh chị nào theo dõi kênh Xe Đẹp 88 và hãy liên hệ ngay số điện thoại hiện trên màn hình 0981188765 để được tư vấn cụ thể và chi tiết về chiếc xe này. Và video ngày hôm nay em xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong cái video tiếp theo của ngày mai của Xe Đẹp 888. Xin chào và hẹn gặp lại.